Tối cùng ngày, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cùng phu nhân và các thành viên chính thức của đoàn đại biểu cấp cao nước ta đã tham dự tiệc chiêu đãi chính thức và biểu diễn nghệ thuật do Tổng thống Hoa Kỳ cùng phu nhân chủ trì để chào mừng các vị lãnh đạo thành viên APEC. Đây là hoạt động mở đầu chương trình hoạt động của Hội nghị cấp cao APEC 19 sẽ diễn ra chính thức trong ngày 13 tháng 11 năm 2011. Tiếp tục chương trình với các tin tức thời sự đáng chú ý khác.